này nó lót ngày hôm qua 20 hồi sáng này mới sáng này là ông cho tắm chưa? chưa rồi, chiều nay cũng rót hồi sáng sớm nữa, chắc chiều nay tắm được rồi. Nước chảy chưa, chú thấy nước chảy chưa? Chảy. Cái ông này ông lót là ông yên tâm đi, không bao giờ mà bị ấy. Cái sàn nước này chưa xong nữa nè, cái này ông còn xây cục gạch lên nữa, xây cục Nói gạch. là cái máy giặt sau này là phải đu lại này cái sông chén để đó đó bạn ơi, sạch Dạ. đừng có rộng mình dưới chén nè. Dạ, với mình úp lên luôn. Chú Còn cái thằng này nè là mình quay mặt ngược ra đây nè, đưa cho nó làm cặp đây nè. Còn thấy cái chỗ này nè, để là im nhất nè, tại vì cái chỗ này nó có cái dây nước bên kia mình đâm qua ổ điện nó cũng ngay đó luôn, dễ hơn. mà đó thì mình mắc tiền ra dây nước rút qua kia. Dây nước nhà tắm đó pha một chỗ qua một cái là đâm qua hả? Ở trong nhà tắm mình có sẵn rồi đó. Cái đó để con khoan lỗ một mà đưa qua cái một mà. Mấy giặt để cái góc này Góc này nó im hơn á. nó rộng được cái bếp đi qua đi lại cho nó Ừ. Còn cái chỗ đó mình ấy đi, còn cái chỗ này mình bắt cái bàn nhỏ ở đây mình nấu đây nè. Đây là cái phòng của bé Linh đây quý vị ơi. Chiều nay thợ nghỉ rồi. Bây giờ là cái này mình ốp gạch ở chỗ này luôn cho nó sạch sẽ mới trải nghiệm được. Còn bên đây thì mình xây gạch lên khúc. Bên đây mình xây gạch lên khúc nữa, đang cho chặn chuột bò rồi nó không có bò vô. Giờ là sạch rồi đó quý vị ơi, trải chiếu cho ngủ dưới đất được rồi đó. Đây là đường gạch viền, người ta lót cái này trước ở đâu ta kè theo này ta làm cái gì. Ông ơi con ngứa không ơi? Gạch đẹp không? Dạ đẹp, và con ngứa không? Ngứa tay hả? Con đừng có bóc vô ba xi măng nè, nó ngứa đó. Con bóc vô xi măng là nó ngứa tay đó, nó ăn cục tay luôn đó trời. Đi ra sao rửa tay đi. Không rửa. Không rửa hả? Rồi nó ăn Con cục. ngứa mà. Nó ăn cục tay là sao? Nó ăn cục tay rồi sao? Không, không cho uống sách. Không cho anh sách hả? Lần nào lại cũng đòi quà hết trơn á, không lẽ mỗi lần lại cái mỗi lần mua đồ cho Linh hả? Cái loại mua cuốn sách. Linh quá lì rồi. Linh có lì không? Không lì. Không lì hả? Linh ngoan lắm hả? Con ngứa quá. Ngứa, không đi ra sao rửa đi. Kiến con bị cắn à? Kiến bị cắn Mũi hả? con bị cắn à? Con Vừa cắn con bị ngứa. vừa lắm. Con ngứa quá. Rồi sao rồi, con nhìn gạch đẹp không? Chân gạch nó đẹp. Đâu? Con ngứa quá. Đâu gạch đâu chỉ rồi. Chân gạch con gái. Ờ. Con giải con ngứa. Gãi ngứa đó phải không? Là do con bóc xi măng. Con đừng có phá vô xi măng này nè, nó ngứa cục tay luôn á. Cái gạch này đẹp không? Dạ nó đẹp rồi. Đẹp rồi phải không? Ở trong buồng Linh có lót chưa? Dạ con lót rồi. Lót rồi luôn hả? Vậy là tối nay lau sạch sẽ là ngủ dưới gạch đó phải không? Lau sạch sẽ rồi. Nó kêu trên shop rồi. Trên shop. Nói tiếng gì vậy bà? Nó nói trên shop. Trên shop. Nó cứ bật trước thì đầu tiếng này nó nói cái gì đó mà. Nó từ trên shop hả? Chị shop. Nó từ trên shop có trong mộng không? Đâu ba dạy con đọc kinh thánh sao con đọc lại cho chú nghe. Là cha chúng con ở trên trời. Rồi. Chúng con nguyện dân cha tỏ sáng. Rồi. Đức cha chạy đến với cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Rồi. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày. Rồi. Là tha nợ chúng con, do chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha đã chúng con cho trước năm giỏi nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Amen. Không, cái vụ xin tội kìa. Xin tội chú dạy sao hả chú? Tôi cũng nhận. Tôi cũng nhận cùng dân chú tội na. Là cùng anh chị đây. Trong thơ tử. Tôi đã phạm tội nhiều cái tư tưởng đó. Trong thơ tử. Lời nói việc làm là những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi nào. Vì vậy tôi xin Đức Bà Ma Gia chọn đà lòng kia. Các tinh thần. Các thánh là cùng anh chị em. Phản cầu cho tôi. Cái tòa thiên chúa. Amen. Không, cái vụ mà tha lỗi cho con đó là cái vụ sau chú dạy đó, mới nó mới đọc nhậm qua nữa nè. Là cái gì hãy tha lỗi cho con đó, gì gì cho con được mạnh giỏi gì đó. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu Kitô, trên Chúa hộ độ con. Được phép bệnh.
để cha nuôi con phun lớn lên ngờ sống trong tình yêu của chú. Vậy con dạ chưa cô, chúc chú vị xưa về tôi là chú chúng con. Amen. Đồ quá giỏi, thấy không, thuộc hết trơn đó không. Mà người ta bệnh là ta đâu có nhớ cái vụ này đâu, mà nó nhớ là mới ghê nè. Ông mới dạy. Còn mấy bài trước á thì bà dạy lâu rồi, còn cái bài sau này là cái xin tội mà cho con mạnh khỏe đó là ông mới dạy đó, mà nó nhớ đó. Sao con nhớ hay vậy Linh? Mẹ không nói chuyện với con. Mẹ không nói chuyện hả? Bà hai không nói chuyện với con. Ai cũng không nói chuyện với con chứ hả? Là con do Sáu không nói chuyện. Là do con quá lì, con lấy búp bê con dục xuống nước hoài luôn, đúng không? Con không đúng. Con không đúng hả? Vậy là con sai. Nó cái nón luôn. Dục cái nón luôn hả? Dục cái nón nó thúi không? Nó thúi không? Nó thúi luôn. Rồi đây nè, nghe chú hỏi nè, sao con dục đồ xuống sàn hoài vậy? Sao con dục đồ vậy bây? Hả? Sao con dục vậy? Lý do nào con dục vậy? Con không dục. Cái chỗ này giống như nó bị lát hay gì nè chú ơi. Nó có một đốm tròn ở đây nó khừ lên nè. Cái này là lát đồng tiền hay gì nè? Cái này là lát đồng tiền. Cái này chú, chứ nó ngứa dữ lắm đó, chú kiếm thuốc sức cho nó. Nó giống như bị lát vậy đó, nó có một đốm tròn nè mà nó gừ nó sừ hết trơn kìa. Dạ. Bây giờ nè, đi biển với đi núi con chịu đi nào? Con không chịu. Con đi biển hả? Đi biển hả? Chị không có đi núi phải không? Tắm biển Nha Trang không? Trời ơi. Biết biển Nha Trang luôn. Giờ đi biển với đi núi con chọn đi cái nào? Đi biển Nha Trang mua cái lồng đèn á. Nè bây giờ nè, chú nói con nè, đi biển với đi núi con chọn đi cái nào? Con chạy mua cái hộp đồ chơi á. Đi biển với đi núi con đi cái nào? Không, con chịu đi. Vậy chứ đi đâu? Không đi như thế nào, con không cho cái gì hết. À, là đi biển với đi núi là con không chịu đi phải không? Không. Không. Con không tắm. Không tắm hả? Giờ đi biển với đi núi con đi cái nào, nói chú nghe coi. Không đi nào hết trơn hả? Không đi. Vì ở nhà? Vì ở nhà. Không đi Long Xuyên thôi. Không đi Long Xuyên luôn. Không đi biển được. Không đi biển được hả? Không đi biển Tây Giá hả? Đi biển tắm biển ha, cho hết rẻ. Cho tắm biển hết rẻ hả? Ờ, chịu không? Không tắm biển không tắm hả? Không tắm hả? Con chịu đi xe buýt mà. Thì đi xe buýt mới đi biển được. Bây giờ con chịu đi biển hay đi núi? Con không chịu đi. Không chịu đi, nó té. Vậy là ở nhà phải không? Nó té hả? Không có té. Đi biển với đi núi con đi nào? Không chịu đi. Con không có hỏi. Con không có hỏi bạn châu yêu vậy chứ. Nhức đầu mệt. Dạ, nhức đầu mệt phải không? Là bệnh già mà. Bây giờ mệt lắm con ơi. Bây giờ hôm nay là có một cái phần quà của cái em Jimmy Hoàng nè ha. Gửi cho bà hai là một hộp bánh ăn Trung Thu với một chai dầu, rồi với một cái món quà nữa. Một hồi con sẽ đưa sau. Bây giờ bà nhận giùm con cái bánh với cái chai dầu trước đi. Rồi bà cảm ơn em Hoàng giùm con cái ha. Cảm ơn con. Dạ. Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe ha. Rồi cái chai dầu hai nắp đó bà biết xài không? Biết chưa? Biết không? Là phải đè cái nắp mạnh nó nhặn nó mới ra nghe. Là bà có xài rồi phải không? Có xài rồi. Dạ. Rồi bây giờ nè, cái món quà thứ hai nè. Đâu bà nhận coi, rồi bà coi coi bà thích không? Quay qua bên kia. Quay qua bên kia. Chụp hình bà hát. Dạ, đẹp không? Đẹp chứ. Rồi bà thích không? Thích chứ, thích. Rồi bà quay ngược lại cho khán giả coi coi. Bà quay cái ngược hình lại. Dạ. Nè bà để gì nè, nó mới thấy nè, nó đúng rồi. Rồi vậy là bà thấy đẹp rồi phải không? À, rồi vậy là bự nghĩ phải không? À, mai mốt 100 tuổi già là mình khỏi sạn hình bọng gì nữa chứ. Có sẵn rồi phải không? Rồi vậy là bà vui là con mừng rồi. Rồi bây giờ con chúc bà ha, nhiều sức khỏe ha, sống lâu 100 tuổi ha. Ráng cảm ơn con lắm. Dạ, ráng vượt qua khó khăn nha bà. Rồi bây giờ có con tới lui đây thì bà cũng bớt buồn bớt khổ rồi. Rồi bây giờ tới lui má bà mừng lắm. Dạ, rồi như vậy là bà ráng vượt qua khó khăn ha. Dạ. Con chúc bà mừng. Dạ. Rồi con chào bà con về ha. Cảm ơn con nha. Rồi coi là tấm ảnh cái nữa coi đẹp không? Nhìn là tấm hình coi đẹp không? Đẹp. Đẹp phải không? Đẹp giống bà quá. Rồi.
có đeo vàng nữa đó, thấy chưa? Rồi con về ha. Cảm ơn con. Có mấy đứa con? Ba đứa, con gái không? Gái không hả? Rồi mấy chị đó ở gần đây không? Một đứa mà Sài Gòn mang lại. Dạ. Còn đứa thì bán số á. Dạ. Rồi chị kia ở đâu? Ba đứa lần mà. Còn đứa không biết quên đâu. Vậy là chị đã chắc mắc rồi hả? Không mắc còn. Còn hả, mà đi đâu bà không biết phải không? Đi bằng tới luôn vậy đó. Rồi cái chị bán vé số là gần đây? Ừ, gần. Rồi hôm bữa con đưa bà thùng mì với 500 ngàn là cái chị đã lấy rồi hả? Ừ, chị cắt rồi. Rồi bây giờ là bà không có tiền xài luôn. Chàng ơi, sao cắt bà? Cắt mới mua đồ ăn, cắt tới mua. Dạ, rồi sao bà không để dành đó, đặng bà mua cái này cái kia ăn. Rồi bánh này ai cho bà vậy? Chị. Bánh ít nè. Ba mình mang rồi con. Người ta bên đó cho hả? Ừ, bà đâu dám ăn. Sao vậy? Đâu dám ăn, bà cho cúng không dám ăn. Dạ. Mấy con bọc ra con ăn coi. Rồi cái này nè, một bọc bánh nữa nè, là này để cho bà cúng gầm nè, bánh bía đó. Dạ. Rồi người ta cho thì mình ăn đi chứ sao không ăn? Không dám ăn. Sao vậy? Đợi cúng rồi mới ăn phải không? Ở cổ không dám ăn. Ở cổ không dám ăn hả? Ừ. Dạ. Rồi vậy là trong túi giờ không còn đồng bạc nào luôn? Không có đồng bạc nào chứ. Đâu bà coi là có đồng bạc nào không? Con giờ không có gì chứ. Ờ, vậy là cái chị đó chỉ lấy hết rồi. Sao bà không kêu để là vài chục cho bà ăn? Nói nó là không lợi làm sao. Ờ, bà chửi hả? Mấy ngày nó không lợi đây. Dạ. Rồi nó lấy tiền mua đồ ăn mà nó có mua cho bà không? Chưa mua. Từ bữa giờ chưa mua đồ ăn luôn. Ừ. Rồi cái thùng mì là bà bán hả? Thùng mì bán xài. Ờ. Mua thuốc không? Ờ, là bà bán được nhiêu, thùng mì bán được nhiêu? 70 ngàn hả? Đặng lấy tiền mua thuốc uống hả? Thuốc uống rồi. Chết luôn rồi, trời ơi, có 500 ngàn mà cũng lấy của bà nữa. Bà giờ khổ không dám nói rồi nó không nuôi sao. Dạ, vậy là hàng ngày chỉ đem cơm lại hả? Cơm nấu á. Ờ, rồi hàng ngày chỉ có đem gì lại cho bà ăn không? Có đồ thì đem đồ ăn, có thôi chứ mơ dặn, mắm, có gì ăn. Dạ, là mới nấu cơm chứ chưa có đồ ăn hả? Không có bữa đem đợi, có bữa có, lâu ngày ăn nước mắm. Dạ, nước mắm. Rồi sao bà hôm bữa cái thùng mì bà không để ăn mà đi bán uổng vậy? Không có đồng bạc mua thuốc uống con. Ờ. Rồi bây giờ con đưa bà vài chục này ha, rồi bà để dành nó đi nghe, bà đừng có đưa cho giấu chị rồi. Nữa. Bà phải giấu đi chứ chị lại chị lấy nữa đó. Không thấy không lấy là không hay. Ờ. Lợi nó biết chứ không lợi nó biết. Ờ, bà đừng có đưa cho bà nữa, để dành túi đang có mua bánh mua gì ăn. Nè, để con đưa cho bà vài chục ha. Có mua bánh ít đi không? Dạ. Nè bà giữ 50 đi rồi bà để túi xài nghe, bà đừng có đưa cho chị nữa. Bà đưa rồi xong. Bà đưa rồi xong rồi bà không có tiền mua bánh ăn á. Con bọc cái này con ăn, mang được bà đấy. Sao bà không ăn đi? Bà đâu dám ăn. Ăn bánh ít sợ cổ hả? Ờ, ta quen bà cho cúng nhớ mà. Dạ. Rồi bánh bía bà ăn được không? Bía ăn được. Dạ. Rồi bà giữ đi nghe, đừng có cho chị lấy nữa nghe. Dễ gì lấy được, cái này dễ gì. Ờ, cho dầu bà giấu đi, để thôi bà lấy nữa đó. Rồi giờ tấm hình này treo đâu, con treo giùm cho. Để con treo giùm cho ha. Ờ, chú cho con thì thuốc men. Dạ. Thuốc là uống, ngày nào cũng uống hết trơn. Dạ, nó nhức hay sao? Nhức, nó chung mình uống thuốc thì nó khỏe. Còn không uống thuốc nó nhức, ngủ không được. Dạ. Để mua thuốc uống. Là nó nhức thường nó nhức ở đâu, nhức xương sống hay nhức cái gì? Hai cái giò. Nhức hai cái giò. Dạ. Dạ. Bởi vì có nhiều người mình cho tiền người ta cũng đâu có xài được đâu, thấy không? Cho xong rồi con cái là lấy hết trơn. Cha mẹ thuốc men có đâu mà bà nói bây giờ không có tiền mua thuốc, cho bà vài chục bà mua thuốc. Mà con nói bà mới cho thùng mì với 500 ngàn đây mà bà hết sao? Cái bà nói hết rồi con ơi, nó lỡ lấy hết trơn rồi. Rồi giờ này nè, nó nói nó mua đồ ăn đem lại mà bây giờ nấu cơm rồi mà không có đồ ăn, bà ngồi ở bà chờ. Bà thấy đạn trường không? Còn khổ hơn bà nữa đó. Kế bên đây nè, cái bà đó không chừng bà biết nó ở trong này chút nè. Ở trong ngã ba ở trong. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay là có một cái phần quà nè của em Jimmy Hoàng nè gửi cho cô là một cây bánh bía để cúng Trung Thu nè ha. Dạ. Với một chai dầu. Bà nhận rồi, cảm ơn em Hoàng giùm con. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ. Rồi bây giờ thay mặt em Hoàng ha, con chúc bà nhiều sức khỏe ha. Dạ. Ráng vui vẻ vượt qua khó khăn ha bà hai. Rồi bây giờ cái chai dầu này hai nắp á, bà biết xài không? Chai dầu nào? Chai dầu này nè. Dầu này hả? Dạ. Hai nắp là dầu sao?
Con mở ra cho bà ngoại ơi, bà nội hả ngoại? Nội. Ờ đâu con mở coi coi bà mở được không? Tại vì chai dầu này nó hai nắp. Mà nếu mà mình không biết mở là xài không được. Ừ. Biết mở được phải không? Ừ. Rồi bây giờ tới cái món quà thứ hai nè. Rồi đâu bà coi coi cái món quà thứ hai nè, bà vừa bụng không? Dở lên coi. Đẹp không? Phải không? Phải bà không? Nhìn coi. Không thấy đường hả? Mắt mờ quá cậu ơi. Bà đó. Dạ. Đẹp không? Đẹp. Rồi đâu bà quay qua cho khán giả coi cái coi đó. Đẹp phải không? Có đeo vàng đồ luôn đó, mà áo dài đồ luôn đó. Của cái em Diêu Hoàng gửi cho bà luôn đó. Rồi bây giờ thay mặt em Hoàng con chúc bà là sống lâu trăm tuổi ha. Rồi gắng vui vẻ sống ha. Còn tới lui con quay đưa hoàn cảnh của bà lên. Rồi có ai giúp gì nữa thì con đem lại cho bà ha. Rồi giờ con chào bạn về ha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn cậu Hoàng với cảm ơn cậu. Dạ. Bà nhắc lại cái tên bà coi đặng cho con nhớ coi. Bà tên gì? U. À, cô U phải không? Dạ. Dạ dạ rồi con biết rồi. Chào con về ha. Rồi chú chào con về ha. Thầy cũng kêu kiếm gì mềm mềm cho ông ăn. Ổng dương mập hai người, không người nào có găng. Thầy ăn gì khó tiêu lắm. Sao ăn không ăn mâm cơm thấy từ sáng dưới bếp. Rồi ông hai mướt ông lại lúc mấy giờ vậy? Hả? Ông hai mướt á. Ông hai mướt hả? Ừ, ông lại nói chuyện con bị lúc mưa đó. Đó, lúc đó là cũng 5 giờ mấy phải không? Có lắm rồi, tôi ăn gì mềm mềm được, không còn rồi, tôi ăn ít lắm, ăn ít lắm, khoảng như cái bao tử của thầy đó, không được mặn. Cái dĩa cơm này là mấy người ăn quá lâu. Coi không, nếu mà cũng có, ăn cũng khóc nè. Ừ, có, đủ hết trơn. Ăn nó 4 ngàn. Mới bắt rồi ăn nè. Không chén hơn, không chén. Không ăn cơm. Vậy em cho một cái một cái chiên hải sản ăn không chán, mà nay uống nước mà uống ba si thôi chừng chả đau đó, thấy cho bắt mưa. Con chiên hải sản rồi con mực đấy là cho đi châu thầy cũng già nha, thầy cũng già như thầy ha, cũng như thân hồi đó thầy ấy, giờ bây giờ nó già. Con lên mạng là thầy nói chào chữ hai đại ca. Thầy biết tên luôn chứ bộ. Thấy không? Có nước thì con có nước thì uống. Ở đây mình có nước uống bút xì. Với lại coca. Uống bút xì chồng. Vậy là sao đi đâu cũng ghét thì chào. Con cho ấy biết nhà không? Biết cô hả mà đó. Nhà chị không phải không? Viên ở đâu? Nhà thầy viên cho mày. Nhà viên mà không biết chưa biết. Lúc quay clip con nhà thầy nha. Từ ăn cái hàng nước thì chưa nó không bụng. Hầm, hàng dưới nó không bụng. Cái người ở trong gia đình gì vợ ông á. Ông nói ra nè, ông nói chú là người bán cá cơm. Em chưa biết là cho hai cái đó trước để lựa món ăn sao. Giết thầy luôn. Thầy nghe chỗ bán cá cơm đó. Gặp nhau mừng quá, con như bình thường nha con. Dạ. Bữa nay là cái này là cũ quá, không phải cũ mà này nè. Ông nói hả? Ông cậu thành viên. Chào thế bắt tôi đi lên đây nè. Thì có chạy người ta mới quay ông. Quay làm gì? Quay con đi. Ông quay thầy vậy. Sao sao người ta quay quay ông. Không quay ổng sao cũng nói à. Nó tới chừng quay ổng chưa sao nghe quay. Tiếng bà nói tính lên đây rủ mười cũng không biết ăn bước thì từ đó vậy hả? Dạ cái này nha không chờ nghèo ngừ không biết cái gì thôi lại đi thầy ơi. Thầy quá lòng nhiều. Thì nói chung là mình thực hiện theo yêu cầu của khán giả đúng không? Đúng rồi. Mấy gài là người ta yêu cầu là yêu cầu phúc đó. Mười thẳng gặp giá này nè. Giá nó thì trong trai yêu cầu mở cái mã cầu rất là
Ông không kêu tôi đi vậy trơn, ông giấu quá à. Ông đi đi, cái này thầy yêu cầu nãy giúp yêu cầu thầy. Thầy đi. Cái ông đó đó là ông không có hả? Không phải, thầy là cái duyên thầy lớn đó. Vậy hả? Ai cũng đâu cũng mà đến thầy mà không dễ đâu. Thầy có nói rồi, nhớ đi. Cô biết cái dưới đó, cho bên đò số 2 á. Ừ. Mấy hồi ông đi đứng chỗ khác. Người ta cũng dựa ông đó, ông phải muốn nấy. Tôi phải muốn tới đây thầy á. Thiệt không? Thiệt. Tôi cũng biết đi quá à. Tôi cầu nóng tiếng là tôi đi liền. Cái này cái duyên á. Không đâu có muốn vậy đâu. Ông không ai mà như ông ca sĩ đi. Người ta cũng thích ông ca ông. Ông nhỏ người ta không thích ông ta không đúng đâu, coi con ông đâu. Mình cũng bằng ông đâu. À. Mình nể ông như người lớn thôi. Không phải nể mà gặp tới thì tình nghĩa. Mà là gọi là giống như là tình nghĩa bấm nhau tình nghĩa. Đúng mà. Chứ đâu phải là nể. Đúng mà. Cái chuyện hồng mà nổ cuốn cũng vậy. Thiệt thiệt. Ông biết bà đó hả? Hồi đó cũng hơn. Nói chỗ tàu nghe cũng không biết nói với ai. Đó là ở chuồng anh với bà một năm đã thương tôi. Bà đó hả? Có sao ông nói thiệt ở đây? Tôi cái giáo hậu người không cho bà ở. Này cũng bị cái chồng thật lắm nè. Mà sao gì nè, cứ cứu vô cái chồng còn không gì. Cái hồi hỏi là chắc học hồi ra. Thì quay lên rồi đó, quay mà người ta đó. Cho mình mới đem lại chứ giờ thôi. Cho mà là nhiều người khán giả là coi. Chứ có người mới với cái người mà chồng bị đi chết cá chết á. Mà ra ủng hộ con Linh nhiều quá. Dạ. Yeah. Ủng hộ ông cũng nhiều nữa. Dạ. Yeah. Thầy cũng nghĩ gì hết. Thầy cũng nghĩ. Thầy không nghĩ, thầy nghĩ cái nguồn vui thôi. Nguồn vui đi. Ừ. Một khi con nói chuyện trong đó là thầy với thầy coi đó. Dạ. Nhớ dòm xuống thấy dạ. Thầy liền à. Thấy thầy đã thấy rồi. Con ngồi con ăn thầy thấy đó. Dạ. Bất cứ trưa tối gì khuya gì tôi cũng lục có được tôi coi đúng dạ. Thầy mắt thầy là lúc nào cháu. Thầy còn yêu cầu người ta ủng hộ con đi. Dạ. Con nghĩ gì cũng ủng hộ con thầy nữa. Thầy mình cúng cho Phật, Phật thầy mới tụng kinh độ danh, độ thế. Nhưng nói thầy nghe, mà cái ca sao không biết, ông không đi tù. Phải không anh? Ông biết trước. Ông có vợ đẹp con xinh đó, sao ông bỏ ông đi tù. Ông lỡ con lần đó, thầy cũng biết à. Bữa nay mực trứng có mày không? Dạ có. Em lấy cho mực trứng à. Một tay chỉ dưới đất, một tay chỉ trên trời đó à, thầy. Chứ không trứng gần mẹ ấy, à, ông à, ông đi tù. Giờ này con xin dạ. Dạ. Trứng hấp trừng với chi nước mắm. Không biết con lỡ được bằng đó. Vì em lấy dạ. Mực trứng chi nước mắm. Thầy giờ con biết nhà ngủ chưa? Ờ, với, à... Chưa. Nhà cũng gì nữa biết đó. Ờ, biết. Nhà đầu tiên vô. Ừ, con nghiệp vô đó. Thầy đó. Với em lấy một bà tạng ngát thì khác của thằng Phạm ở trên. Cơm gam này gam cái gì vậy? Người ta muốn thỉnh thầy mới đây không biết thỉnh dễ thỉnh đâu. Có nói thầy cô. Thiệt không đó. Mới vô. Ông tính đây, cô nghe rồi nhiều người. Tại cái duyên kiếp mình phải chịu. Đây đừng có buồn. Ai kêu mình đi. Chiều đi không ngần dạ. Dạ, tên mẹ tôi biết không? Thầy là biết sao không? Thầy là hình là gầm, dạ. Gầm là chào. Nhiều thôi. Nè, cũng con có chào thật ở trên á. Mẹ mãi cho tên này quá rồi. Không phải ai dễ thẩm là nó hay quá. Nó dữ lắm, không phải giỡn đâu. Ông này, ông muốn quay dễ đâu. Ông muốn nói ông... Không phải ai tôi cũng quay đâu. Ờ, sao nhiều người tôi cũng quay, thì trong tôi ra mà quay. Cũng lựa chọn lắm dạ. Không phải ai cũng vậy. Lúc nãy chú còn quay cái nhà thờ của ông cha nó công nghiệp. Nhà thờ đó muốn hư lúc đầu phải ai cũng chú tay vô hết còn. Cái nhà thờ đó sẽ có người giúp. Tại vì mấy người đồng đạo đó là người ta đang ở cái nhà thờ ở đâu kìa. Vậy hả? Còn cái miếu thì nó có người giúp, cũng giúp cho chú còn. Cái miếu nào?
Không, cái miếu đó chắc là cái miếu đó là có hội.